vạn tuế. Vạn tuế. Đức Kitô con vua nhà David. Vạn tuế. Ngài là cứu Chúa. Đây là đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót, được phát trực tiếp từ tiểu bang Arkansas, Hoa Kỳ. Kính chào quý thính giả và xin Chúa chúc lành cho quý thính giả. Sẽ lời Chúa của linh mục Gioan Bautista Nguyễn Minh Hùng và audio sách đạo. Vạn tuế. Trích sách tiên tri Ezekiel. Đây Chúa là Thiên Chúa phán: Này chính ta săn sóc đoàn chiên của ta, và ta sẽ kiểm soát chúng, như một mục tử kiểm điểm đoàn chiên trong ngày chúng bị tản mát, thì ta cũng kiểm điểm đoàn chiên ta như vậy. Ta sẽ giải thoát chúng khỏi mọi nơi mà chúng đã bị phân tán, và trong ngày mây mù đen tối. Chính ta sẽ chăn dắt các chiên ta, chính ta sẽ cho chúng nằm nghỉ. Chúa là Thiên Chúa phán như thế: Ta sẽ tìm con chiên đã mất, sẽ đem con chiên lạc về, sẽ băng bó con chiên bị thương tích, sẽ lo chữa con chiên bị ốm đau. Con nào mập béo, ta sẽ chăm sóc và sẽ chăn dắt nó trong sự công chính. Còn các ngươi, hỡi chiên của ta, Chúa là Thiên Chúa phán thế này: Này ta sẽ phân sự giữa con này với con khác, giữa cừu đực với dê đực. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Người đã dẫn tôi đi trên đồng xanh để tôi an nghỉ, nơi con suối mát ngọt tâm hồn tôi ngài lo bồi dưỡng. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Nẻo đường chính tôi đi, bao hiểm nguy tôi tâm lo gì. Có Chúa đi cùng, rồi gầy ngài chở che gìn giữ. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi.
ban cứu cho tôi ngay ở trước bao quân thù. Tôi Chúa đã sức giàu, chén rượu tôi đầy tràn chan chứa. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Cho hết đời sống Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. Vậy, sự chết bởi một người, thì sự kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Adam thế nào, thì mọi người cũng sẽ được tác sinh trong Đức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình. Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kitô. Những kẻ đã tin người xuống thế, rồi đến tận cùng, khi người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha, và đã tiêu diệt mọi đầu mục, quyền năng và thế lực. Nhưng người còn phải cai trị cho đến khi người đặt mọi quân thù dưới chân người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết. Khi mọi sự đã suy phục người, bấy giờ chính con cũng sẽ suy phục đấng đã bắt mọi sự suy phục mình, để Thiên Chúa nên mọi sự, trong mọi sự. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Chúc tùng đấng nhân danh Chúa mà đến. Chúc tùng nước David tổ phụ chúng ta đã đến. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thê-ô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi Con Người đến trong vinh quang có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập hợp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái.
Bấy giờ vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: Hãy đến, hỡi những kẻ cha ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là nước trời đã chuẩn bị cho các ngươi khi tạo thành vũ trụ. Vì xưa ta đói các ngươi cho ăn, ta khát các ngươi đã cho uống, ta là khách lạ các ngươi đã tiếp rước, ta mình trần các ngươi đã cho mặc, ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm, ta bị tù đày các ngươi đã đến với ta. Khi ấy người lành đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ chúng tôi thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc? Có khi nào chúng tôi thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng tôi đến viếng Chúa đâu? Vua đáp lại: Quả thật ta bảo các ngươi, những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta. Rồi người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: Hỡi phường bị chúc giữ, hãy lui khỏi mặt ta, mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa ta đói các ngươi không cho ăn, ta khát các ngươi không cho uống, ta là khách lạ các ngươi chẳng tiếp rước, ta mình trần các ngươi không cho đồ mặc, ta đau yếu và ở tù các ngươi đâu có viếng thăm ta. Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: Lạy Chúa, có bao giờ chúng tôi đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù mà chúng tôi chẳng giúp đỡ Chúa đâu? Khi ấy người đáp lại: Ta bảo thật các ngươi biết, những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của ta đây là các ngươi đã không làm cho chính ta. Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi ngàn thu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Nhiều lần chứng kiến con cháu mình rửa tội, cũng như tôi tin rằng anh chị em cũng thường xuyên thấy những người lớn, những tân tòng được rửa tội để vào đạo. Vậy sau khi vị linh mục rửa tội đổ nước để cử hành bí tích rửa tội cho người lãnh nhận, thì sau đó ngài còn làm điều gì nữa hả anh chị em, nhớ không? Sau đó vị linh mục sẽ trao chiếc áo trắng cho người lãnh nhận, và chiếc áo trắng nói lên việc mà người lãnh nhận vừa mới rửa tội đó đã tinh tuyền trong trắng, đã có một cuộc sống mới, biểu tượng là chiếc áo trắng. Vị linh mục mời hãy mặc lấy Chúa Kitô để từ nay sống như Chúa Kitô đã sống. Rồi sau khi trao áo trắng, liền kế đó cũng sẽ trao cây nến cháy sáng lấy từ lửa của nến phục sinh, để đòi người lãnh nhận phải thắp sáng đức tin của mình. Cây nến cháy sáng là biểu tượng của đức tin phải được lan tỏa ra. Chúng ta có đức tin thì không bao giờ được khép lại cho mình tôi tin Chúa là đủ, mà là tôi tin Chúa bản thân tôi, nhưng tôi cũng mang đức tin này đến cho anh chị em tôi. Đức tin phải cháy sáng, phải tỏa sức nóng, tỏa sức sáng. Và cuối cùng thì vị linh mục sẽ sức dầu thánh cho người lãnh nhận. Sức dầu thánh để làm gì? Hả? Để nói rằng từ nay người này thuộc về Thiên Chúa, và mời gọi họ cùng tham dự vào, đúng hơn không phải mời gọi nữa mà là đưa họ vào tham dự
những chức vụ trọng đại của Chúa Kitô để họ cũng trở thành tư tế, trở thành tiên tri và trở thành vương đế. Họ phải trở thành tư tế vì Chúa Kitô tôn thờ Thiên Chúa ngay trong chính con người của người. Thì nay chúng ta tham dự vào chức vụ của Chúa Kitô để trở thành tư tế nơi cuộc đời chúng ta, nơi linh hồn chúng ta, nơi thân xác chúng ta cũng phải thờ phượng Chúa, dành cho Thiên Chúa tất cả những gì mà mình coi là của mình. Tiên tri tham dự cùng với Chúa Kitô vào chức vị tiên tri hay còn gọi là ngôn sứ để rao truyền danh Chúa, rao truyền tin mừng của Chúa, rao truyền ơn cứu độ của Chúa cho anh chị em. Đó là nhiệm vụ của chúng ta. Và cuối cùng, chúng ta được mời gọi cùng với Chúa Kitô trở thành vương đế làm vua. Vương đế làm vua. Chúa Kitô làm vua thế nào? Thì đây tất cả những người làm vua đây đều đã được rửa tội, đều đã được sức dầu thánh hiến cho Chúa rồi. Chúng ta cũng sẽ làm vua. Nhưng hình ảnh của vua Kitô đã chịu để mất đi những gì quý phái của mình nơi thánh giá, mang lại sức sống cho con người, cũng là hình ảnh của chúng ta. Làm vua không phải để ăn trên ngồi tróc thiên hạ, làm vua không phải để quyền lực trên thiên hạ, làm vua không phải như hôm Chủ nhật tuần rồi và thứ sáu vừa qua, chúng ta mừng lễ trọng lễ các thánh tử đạo Việt Nam, những vị vua nơi trần thế tự cho mình có quyền sinh sát trong tay. Họ là những kẻ đã ra tay giết chết những người lành, trong đó hàng vạn các thánh tử đạo Việt Nam đã ngã xuống dưới bàn tay tàn độc của họ. Họ là những con người mang hình người nhưng thâm tâm ác quỷ, để có thể đổ máu thần dân và đồng loại của mình mà vẫn bình yên. Ác quỷ mời gọi làm vua theo hình ảnh của Chúa Kitô là để nâng phận người lên, là để cứu rỗi linh hồn con người, là để phục vụ anh chị em đồng loại, là để sống với người nghèo, người đau khổ, người đầy những trắc trở trong cuộc sống. Làm vua hình ảnh của Chúa Kitô, Chúa chúng ta. Anh chị em thấy hay không? Là vua các vua, là Chúa của các chúa. Chúa Giêsu Kitô đã đầy những quyền lực, đầy thần phép của người, nhưng trước sau gì, đấng làm vua uy quyền ấy chỉ dành tình thương và đầy tình thương cho muôn người mà thôi. Hôm nay trong dụ ngôn về ngày phán xét, đức vua của chúng ta đã đồng hóa mình với những kẻ đầy đau khổ, với những kẻ nghèo khó. Ta đói các ngươi cho ăn, hoặc các ngươi không cho ăn. Ta khát các ngươi cho uống, hoặc các ngươi đã không cho uống. Ta mình trần các ngươi đã cho mặc, hoặc các ngươi đã không cho mặc. Ta đau yếu, ta tù đầy, ta là khách lạ. Các ngươi đã không tiếp rước, các ngươi đã không thăm ta, hay các ngươi đã thăm ta, đã viếng ta, hay các ngươi đã đón nhận ta. Nếu các ngươi đón nhận ta, giúp đỡ ta, các ngươi được coi là những kẻ được chúc phúc vào hưởng vinh quang thiên đàng dành sẵn cho các ngươi từ khi tạo thành vũ trụ. Nhưng nếu ngược lại, các ngươi đã không làm gì cho ta, các ngươi sẽ phải vào lửa đời đời, nơi đó đã dành sẵn cho ma quỷ và những kẻ theo chúng. Đức vua của chúng ta xét xử mọi thần dân không phải dựa trên, chẳng hạn như ông là linh mục à, ông là giáo dân à, ông nắm quyền ở trong tay à, ông là người thấp bé à, ông là người có học à, tri thức à, ông là người dốt nát à. Không. Tiêu chuẩn để đức vua của chúng ta xét xử chúng ta trong ngày thế tận, đó là các ngươi có yêu ta không? Ai
cho một trong những kẻ bé mọn làm cho chính ta. Và Chúa Kitô đã tự đồng hóa mình, đã tự nên một chính mình với những người đau khổ, những người nghèo khổ, cho anh chị em là cho Chúa, đã không cho anh chị em là không cho Chúa. Và như vậy, thưa anh chị em, nếu bên cạnh nhà chúng ta, trong khi chúng ta có ăn, có mặc, mà một người phải chết đói, chúng ta không vô can. Nếu bên cạnh nhà chúng ta vẫn hằng ngày quần áo tươm tất, giày dép đẹp, gương mặt của mình lúc nào cũng rạng như hoa, chúng ta có những trang điểm đắt tiền cho thân xác mình, mà ở bên cạnh đó lại có một người chết vì không đủ tiền chữa chạy thuốc thang, chúng ta không vô can. Chúa bảo rằng, các ngươi đã không làm cho ta. Khi các ngươi đã chối từ, đã nhắm mắt làm ngơ với những phận người. Cách đây 10 năm, vào một ngày hết sức đáng để chúng ta phải thổn thức và suy nghĩ, đó là ngày 20 tháng 11 năm 2013, ngày mà cả nước tôn vinh các nhà giáo. Một học sinh mới 15 tuổi tên là Phạm Thị Thanh Thảo nhảy từ tầng 2 của bệnh viện Gò Vấp tự tử. Trước khi nhảy lầu, em để lại một bức thư đầy nước mắt. Tôi xin trích đọc lá thư ấy cho anh chị em để thấy Chúa Kitô ở cùng chúng ta, không phải là ở cùng trong nhung lụa, mà xung quanh chúng ta còn những người đau khổ, còn những người bé mọn, thì Chúa Kitô vẫn còn đó ở bên chúng ta. Lá thư em viết: gửi mẹ yêu của con biết mẹ luôn muốn con sẽ tốt nghiệp lớp 9, cho dù không đạt loại giỏi cũng được, nhưng con biết mẹ và bà ngoại kỳ vọng vào con rất nhiều. Thật đáng tiếc con đã không làm được. Con đã nói nhất định năm nay con phải đạt học sinh giỏi, nhưng có lẽ con sẽ không bao giờ bằng các bạn khác, đặc biệt là toán. Con đã cố gắng rất nhiều ngay từ đầu nhưng vô ích. Học Anh văn, giao tiếp với người nước ngoài, con cũng chẳng hiểu ông ấy nói gì. Nhìn các bạn vui chơi hào hứng trong tiết học, con cảm thấy buồn lắm. Đối với những bạn khác, không đạt học sinh giỏi cũng không sao, nhưng con lại rất cần nó. Con muốn cho mọi người thấy con của mẹ Hương vẫn giỏi hơn những người khác. Nhưng bây giờ ước mơ của con đã vụt tắt rồi. Cho dù có cố gắng thì con cũng không theo kịp các bạn, đã quá trễ. Mỗi tháng đóng tiền văn hóa ngoài giờ anh văn là gần 300.000 đồng, trong khi con thấy mẹ và ngoại không dám ăn uống gì, chỉ lo dành tiền đóng học phí cho con. Con đau lòng mỗi lần nhìn thấy ngoại và mẹ mệt vì bệnh tim và cao huyết áp, con sợ lắm. Con sợ ngoại và mẹ vào một ngày nào đó sẽ bỏ con đi. Ngay từ những ngày xưa, con đã không thể bảo vệ mẹ được rồi. Khi thấy ba đánh mẹ, con đau lòng lắm nhưng không thể làm gì được ngoài việc đứng nhìn, không dám nói một lời nào. Từ buổi tối hôm đó khi ông ấy đuổi mẹ ra đường, con đã nuôi một mối hận trong lòng. Suốt 3 năm trời con đi học, mặc dù con vẫn đến lớp như bạn bè, nhưng con không học để trả thù tình yêu không có của ba dành cho mẹ và cho gia đình mình. Vào ngày lễ Tết, thấy gia đình người ta có ba, có mẹ, có vợ, có chồng, chở nhau đi ngoài đường,
trong niềm hạnh phúc con tuổi thân. Tại sao con người ta có ba yêu thương và chăm sóc thì con lại không? Con chỉ có một ước mơ là gia đình mình hạnh phúc, ba mẹ và bà cùng với con sống bên nhau vui vẻ, sum vầy. Nhưng đó chỉ là ước mơ xa xôi mà không bao giờ con có được. Mẹ biết ước mơ của con là gì không? Con muốn làm một nhà khoa học nổi tiếng. Con ước có thể khám phá những bí mật bao la rộng lớn của vũ trụ. Con muốn mọi người trên đất nước Việt Nam này phải biết tên con là con của mẹ Hương. Nhưng đến bây giờ, mọi ước mơ đã tan biến. Tốt nghiệp lớp 9 rồi thì sao? Con muốn học tới đại học, nhưng điều đó xem ra xa xăm. Năm lớp 9, con có rất nhiều nỗi muộn phiền mà mẹ không biết được. Con không đủ thời gian để nghiên cứu việc học vì tiền nhà mình cũng không có. Con cảm thấy hình như mình đã mất dần cái hồn nhiên vui tươi của thời học sinh. Và cái chết chính là sự giải thoát cuối cùng đối với con. Nếu có kiếp sau, con xin được làm đứa con ngoan của mẹ. Con sẽ tròn bổn phận của con với mẹ. Con xin lỗi mẹ. Còn bao nhiêu những Chúa Kitô ở trong hoàn cảnh như vậy, anh chị em ở bên cạnh chúng ta? Bởi nếu Chúa Kitô nói rằng các ngươi đã không cho anh em ngươi là các ngươi đã không cho ta, thì tôi nói với anh chị em, chúng ta thật là vô tâm nếu chúng ta không biết đến những anh chị em đầy những khổ đau trắc trở bên cạnh mình. Và chúng ta có lỗi. Nếu ít ra ta không làm gì được cho ai, hãy cầu nguyện cho những thân phận đầy những gian truân mà chúng ta có thể biết được hay chúng ta có thể không biết được. Xin Chúa Kitô đứng là vua của mọi người, đứng là vua tình yêu, đứng là vua thấu suốt lòng dạ của tất cả mọi người. Chúc lành cho những ai đang gặp phải đầy những khó khăn đau khổ. Xin Chúa cứ là hiện thân ở giữa những con người này, để họ còn có một niềm an ủi chính là Chúa. Và xin Chúa cứ là hiện thân của những con người này, Chúa đồng hóa mình với họ, Chúa cứ là một với họ, để tất cả chúng con, tất cả chúng ta đây, nhìn thấy họ là nhìn thấy Chúa, để chúng ta biết mở trái tim, mở rộng vòng tay. Ước mong ngày chúng ta tạ từ thế giới này, Chúa sẽ đánh giá chúng ta, các con đã yêu ta như ta đã yêu các con, để chúng ta cũng được người xét xử trong sự khoan hồng. Ngày lễ Chúa Kitô là vua vũ trụ, không phải ngai vàng mà là tình yêu. Hãy nhớ điều đó thưa anh chị em. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn bình an trong ơn Chúa và trong tình yêu của Chúa. Tạ ơn Chúa. Ôi Giê-xu, khi nghe đến Thánh Chúa Giê-xu, tầng trời bừng sáng, các tà thần chạy trốn, khắp trái đất khiếp run. Ôi Giê-xu, nơi thiên cung tiếng hát vang hô, nơi dương gian gối muôn lạy thơ, thờ lạy Chúa Giê-xu, người là Chúa. Ôi Giê-xu, Chúa Giê-xu là Chúa, Chúa muôn
là vua muôn muôn. Nhìn về phía thánh cung, nên đèn lên lang sang, hương trầm nghi ngút bay, đàn ca vang reo rắt. Chúa Giêsu ngự đây, trái tim con bừng say, con thờ lạy Chúa muôn loài, con thờ lạy Chúa các chúa. Chúa Giêsu là vua, Chúa muôn thua là vua, nhưng lòng Chúa không bên bờ, tự hiến thân nơi bàn thờ. Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 26 tháng 11, lễ Thánh Leonard ở cảng Maurice và Thánh Gioan Benjamin. Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của Thánh Leonard ở cảng Maurice và Thánh Gioan Benjamin qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Thánh Leonard ở cảng Maurice, sinh năm 1676, qua đời năm 1751. Thánh Leonard, người được Thánh Alphonsus Liguori gọi là nhà truyền giáo vĩ đại của thế kỷ 18, cũng là một tu sĩ Francisco cố gắng đến truyền giáo ở Trung Cộng nhưng thất bại, và ngài đã thành công lớn trong một số công việc khác. Cha của Leonard là một thuyền trưởng mà gia đình sinh sống ở cảng Maurice, nằm về phía đông bắc của bờ biển nước Ý. Vào lúc 13 tuổi, Leonard đến Roma sống với người chú Agostino
và học tại trường Roman College. Leonard là một sinh viên giỏi mà cha mẹ muốn ngài theo đuổi ngành y khoa. Tuy nhiên, vào năm 1697, ngài gia nhập dòng Francisco, trái với sự chống đối quyết liệt của người chú. Sau khi thụ phong linh mục, Leonard bị mắc bệnh lao và được gửi về nhà để tĩnh dưỡng hoặc chờ chết. Ngài hứa rằng nếu được khỏi bệnh, ngài sẽ tận hiến cho việc truyền giáo và hoán cải kẻ tội lỗi. Không bao lâu, ngài được lành bệnh và bắt đầu quãng đời 40 năm tận tụy rao giảng trong các cuộc tĩnh tâm, trong mùa chay và trong các cuộc canh tân giáo xứ, tuần đại phúc trên toàn nước Ý. Cuộc tĩnh tâm thường kéo dài từ 15 đến 18 ngày và ngài thường ở lại thêm một tuần nữa để giải tội. Sau những lần tổ chức tĩnh tâm, để duy trì lòng đạo đức sốt sắng của giáo dân, cha Leonard thường cổ võ việc ngắm đàng thánh giá, mà thời ấy rất ít người tham dự. Ngài cũng thường rao giảng về thánh danh Giê-xu. Cha Leonard được phong thánh vào năm 1867. Vào năm 1923, ngài được đặt làm quan thầy cho những ai chuyên đi giảng tuần đại phúc. Sự thành công của một người đến rao giảng trong buổi tĩnh tâm thì tùy thuộc vào lòng nhiệt thành của họ và có bền bỉ với thời gian hay không. Điều khác biệt là sự hoán cải của người tham dự. Đối với Thánh Leonard, việc ngắm đàng thánh giá và xưng tội thường xuyên sẽ giúp giáo dân giữ được lòng đạo đức mà ngài đã khơi dậy qua lời rao giảng. Lần sau cùng bạn ngắm đàng thánh giá là khi nào? Có lần Thánh Leonard nói, nếu vào lúc tôi chết, Thiên Chúa khiển trách tôi vì quá nhân từ với kẻ tội lỗi, tôi sẽ thưa. Lạy Chúa Giê-xu, nếu nhân từ với kẻ tội lỗi là một sai lầm, thì đó là sự sai lầm con học được từ Ngài. Vì Chúa không bao giờ khiển trách bất cứ ai đến với Ngài để xin được thương xót. Trích trong cuốn sách Leonard ở cảng Maurice, trang 9. Của Leonard Foley, dòng Francisco. Thánh Gioan Benjamin sinh năm 1599, qua đời năm 1621. Thánh Gioan Benjamin sinh năm 1599 tại thị trấn Diss, nước Bỉ, trong một gia đình nghèo. Cha làm thợ đóng giày, mẹ suốt đời đau yếu. Từ nhỏ, ngài sống trầm lặng, thích cầu nguyện và siêng năng chăm sóc việc nhà. Vì nhà nghèo không lo cho ngài ăn học được, năm 10 tuổi, ngài đã đến giúp việc cho cha sở để được đi học trong 3 năm. Sau đó ngài đến Maryland, vừa giúp việc vừa học thêm 4 năm nữa. Tại đó, năm 17 tuổi, ngài được nhận vào nhà tập dòng tên. Năm 19 tuổi, sau khi khấn, ngài được gửi đi học triết lý tại Roma. Vừa hoàn tất chương trình 3 năm thì ngài qua đời ngày 13 tháng 8 năm 1621 sau một cơn bệnh nhẹ. Nhìn bên ngoài, chúng ta không thấy ngài có gì là vượt trội. Bí quyết của ngài là làm việc nhỏ với tình yêu lớn vì lòng yêu mến thâm sâu và mãnh liệt. Ngài đặc biệt yêu mến Thánh Thể và Đức Mẹ. Ai biết cũng yêu mến ngài vì lòng đạo đức chân thành, đức bác ái thực tế và tính vui vẻ hồn nhiên. Chúng ta đọc được trong nhật ký của ngài những câu như Thiên Chúa đổ bình an tràn ngập tâm hồn tôi như trận mưa lụt. Tôi được an ủi xưa nay chưa từng có. Tôi cảm thấy bị một sức mạnh vô địch lôi kéo tôi đến với Thiên Chúa. Trước giờ phút tắt thở, cầm thánh giá khấn, chuỗi môi khôi và cuốn luật dòng, ngài nói, đây là ba kho tàng quý giá nhất của tôi, và có ba kho tàng ấy, tôi sẽ sướng được chết.
Ngài được Đức Thánh Cha Leo thứ 13 phong thánh năm 1888. Lạy Chúa, Chúa đã soi sáng cho Thánh Gioan Benjamin biết nỗ lực sống đức bác ái trọn hảo, và sau cuộc lữ hành trần thế, thánh nhân đã đạt tới hạnh phúc trọn vẹn trên nước trời. Nhờ thánh nhân truyền cầu, xin Chúa gia tăng sức mạnh của Chúa cho chúng con, để chúng con hân hoan bước đi trên con đường yêu thương của Chúa. Amen. Đường Chúa vút cao trên muôn cây thập tự, tình yêu Chúa sáng soi trên muôn ngàn vì sao. Ôi yêu thương như nắng rát rào, ôi yêu thương như suối dâng trào, ân trời ngàn năm ghi dấu trên đỉnh tình yêu vút cao. Ôi yêu thương là tiếng hát cho đời những giai điệu, tình yêu như muôn ngàn con sông cho chung dương thắm xanh. Ôi yêu thương là Thiên Chúa treo mình trên thánh giá, hiến dâng vì nhân trần mong trái tim người thấm nồng. Tình yêu Chúa chứa chan đi qua muôn thời gian, và muôn lớp tháng năm vẫn xanh tình yêu Chúa. Ôi mênh mông trong trái tim Ngài, ôi bao la trong tâm lòng Ngài, xin thập tự lên tiếng nói, xin một niềm tin sáng soi. Ôi yêu thương là tiếng hát cho đời những giai điệu, tình yêu như muôn ngàn con sông cho chung dương thắm xanh. Ôi yêu thương là Thiên Chúa treo mình trên thánh giá, hiến dâng vì nhân trần mong trái tim người thấm nồng. Tình yêu Chúa đông đưng chết trên cây thập tự. Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về Đài Phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchuathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Nhật ký chư tà số 251, Trần Phước Carlo Acutis. Đức ông Stephen Rossetti là một linh mục ở giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào mục vụ chư tà trong hơn 13 năm qua trên trang web catholicexorcism.org. Ngài có bài viết nhan đề Exorcist Diary No. 251, Blesses Carlo Acutis, nghĩa là Nhật ký chư tà số 251, Trần Phước Carlo Acutis. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Mỗi khi chúng tôi tổ chức một buổi chư tà trực tuyến hàng tháng, tôi bị can thiệp vào thông tin liên lạc của mình. Một lần máy tính của lãnh đạo công nghệ thông tin của chúng tôi tắt một phút trước khi nó bắt đầu lại. Một lần khác, vào giữa một phiên mà tôi thậm chí không chạm vào máy tính của mình, nó đã nổ tung.
Những lần khác, chúng tôi đã gặp sự việc khi kết nối với YouTube. Gần đây, trang ghi danh bị sập và mọi người không thể ghi danh. Tất cả những điều ấy có một chút kỳ lạ. Nhưng chúng tôi rất quen thuộc với sự can thiệp của ma quỷ trong thông tin liên lạc điện tử. Những người bị quỷ ám thường xuyên gặp khó khăn trong việc kết nối với những người trừ quỷ của chúng tôi. Trong khi chờ đợi, chúng tôi nhận được những tin nhắn chế nhạo từ những con quỷ. Chúng tôi nói rằng lời cầu nguyện được tìm thấy trên trang web của chúng tôi, dù chỉ là trực tuyến chứ không trực tiếp, cũng giúp rất nhiều, nhưng không ngăn chặn hoàn toàn sự quấy rối của ma quỷ. Nhiều người dựa vào các phiên giải thoát hàng tháng này. Chúng tôi thường có 15.000 người ghi danh từ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, điều đặc biệt quan trọng là các phiên này phải được hoàn thành không gặp trở ngại. Một trong những nhân viên SMC của chúng tôi đã đề cập đến Trần Phước Carlo Acutis. Có lẽ ngài có thể giúp được. Tôi không quen lắm với vị Trần Phước này. Tôi đã nhìn thấy hình ảnh và nghe một chút, nhưng chỉ có như thế. Hóa ra vị Trần Phước là một nhà thiết kế web. À ha, nghe có vẻ là người hoàn hảo giúp bảo vệ thông tin liên lạc trực tuyến của chúng tôi khỏi ma quỷ. Vì vậy chúng tôi đã khẩn cầu Trần Phước Carlo vào đầu buổi tiếp theo. Một trong những linh hồn tài năng của chúng tôi nói rằng vị Trần Phước thực sự có mặt và đây là phiên hàng tháng đầu tiên diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi chắc chắn sẽ khẩn cầu Trần Phước Carlo khi bắt đầu các phiên giải thoát trực tuyến của chúng tôi trong tương lai. Nếu cuối cùng ngài được phong thánh, điều này rất có thể xảy ra, thì có lẽ ngài có thể trở thành vị thánh bảo trợ cho Internet và thiết bị điện tử. Trần Phước Carlo Acutis xin cầu cho chúng tôi và bảo vệ thông tin liên lạc của chúng tôi. Nhật ký trừ tà số 267, ác quỷ quấy rối thành viên nhóm trừ tà. Đức ông Stephen Rossetti là một linh mục ở giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào mục vụ trừ tà trong 13 năm qua. Trên trang web catholicexorcism.org, ngài có bài viết nhan đề Exorcist Diary number 267, Demons Harass Lay Team Member, nghĩa là nhật ký trừ tà số 267. Ác quỷ quấy rối thành viên nhóm trừ tà. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Tôi nhận được một tin nhắn có phần hoảng loạn từ một trong những thành viên nhóm trừ tà giáo dân của chúng tôi. Cô nhắn tin, vừa nhận được cuộc gọi từ nhà. Nhà vệ sinh bỗng dưng tràn nước, cả nhà ngập nước. Con gái con đã tắt vòi nước dẫn vào nhà, nước vẫn chảy. Họ không tìm được lời giải thích. Chồng con muốn biết có bảo hiểm chống lại sự quấy rối của ma quỷ không? Tôi đã phản hồi, tôi nghiêm chỉnh đấy, tạt một ít nước thánh vào những nơi đó. Con gái của cô ấy đã vẩy nước thánh khắp nhà, mọi sự đã dừng lại. Thợ sửa ống nước đến ngay sau đó và không tìm thấy gì sai. Điều này thú vị ở nhiều cấp độ. Thứ nhất, ma quỷ chỉ quấy nhiễu những vụ án lớn. Linh mục trừ tà và thành viên giáo dân thực sự đang ở giữa một vụ án có giá trị cao đối với thế giới ma quỷ. Vì vậy, Satan sẽ đầu tư thêm nguồn lực bao gồm cả việc quấy rối các thành viên trong nhóm. Thứ hai, điều quan trọng cần lưu ý là công việc đen tối đã quấy rối một thành viên trong nhóm giáo dân. Ma quỷ không làm điều ngẫu nhiên, thế giới đen tối luôn có động cơ và mục tiêu cho hành động của chúng. Trong các lễ trừ tà, chúng thường nhắm vào những người chủ chốt có mặt mà họ tin rằng đang ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình trừ tà một cách đáng kể. Người phụ nữ giáo dân đặc biệt này không chỉ tổ chức các buổi học mà còn là linh hướng cho một số người đau khổ, là người hiện diện cầu nguyện trong các buổi học và cũng là một người nhạy cảm về mặt tâm linh. Sự hiện diện của cô ấy là một mối đe dọa. Ma quỷ muốn thoát khỏi cô ấy, làm tắc nghẽn nhà vệ sinh của cô ấy là điều tốt nhất họ có thể làm vào thời điểm này. Ma quỷ bị Chúa xiềng xích và giới hạn những việc chúng có thể làm.
Tôi ngay lập tức nghĩ đến việc vẩy nước thánh khắp nhà vì đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Cách đây vài năm, trong một vụ án có giá trị rất cao khác, một linh mục phàn nàn rằng nhà vệ sinh của giáo xứ bị tắc một cách khó hiểu và thợ sửa ống nước sau 2 tuần làm việc cũng không thể khắc phục được vụ việc. Tôi đề nghị dùng nước thánh và sau khi được vẩy nước thánh, nhà vệ sinh ngay lập tức hoạt động trở lại. Ma quỷ có xu hướng bị thu hút bởi những gì bẩn thỉu, hôi hám và xấu xí. Trong khi mục vụ trừ tà được chỉ định bởi một linh mục được giáo phận bổ nhiệm, thì sự hiện diện của giáo dân không phải là ngẫu nhiên. Đúng hơn, họ là một phần quan trọng của quá trình. Sự quấy rối này của ma quỷ là bằng chứng cho thấy tầm quan trọng của anh chị em giáo dân. Xin cảm ơn cô ấy và tất cả các giáo dân và chiến binh cầu nguyện tận tụy của chúng ta, những người đã chiến đấu anh dũng chống lại thế giới hắc ám. Và như tôi đã lưu ý trong sự việc trước, đôi khi trong cuộc sống, bạn cần một thợ sửa ống nước, nhưng những lúc khác bạn cần một chút nước thánh. Quý vị và các bạn có thể ấn vào tất cả các link ở phía bên dưới video này để mở ra trang web Radio LTHC để biết thêm nhiều hướng dẫn, nghe thêm bài giảng, xem thêm các video khác. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Tình yêu nối kết khắp nơi, thế giới huy hoàng, thế giới huynh đệ, thế giới không bị bỏ xa, thế giới tươi cười đón anh sao trời chắp cánh cho người về gặp người. Kính thưa quý khán giả, chương trình phát thanh Lòng Chúa Thương Xót hôm nay đến đây đã kết thúc. Tạ ơn Chúa và xin Chúa chúc lành cho quý khán giả. Xin Thánh Thần Chúa tác động để lời Chúa thấm nhập và đi vào hành động của mỗi người chúng ta, để mỗi ngày chúng ta đạt được hạnh phúc đời này và đời sau nhờ lời của Chúa thấm hóa chúng ta. Mở ra thế giới sáng tươi, tình yêu nối kết.